Rõ ràng là xung quanh chúng ta và ngay cả bản thân chúng ta nữa, ai cũng có chuyện. Và ngày hôm nay cũng vậy, một nhân vật nữa đến với chương trình và chúng ta ngay bây giờ sẽ chào đón và lắng nghe xem câu chuyện của bạn ấy là gì và bạn ấy là ai mọi người nhé. Chào em. Xin được chào quý vị khán giả, xin được chào cô A. Em là Hiếu Nghĩa, hiện nay đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì bây giờ trong một cái phạm vi rất là hạn hẹp về thời gian thì bây giờ Hiếu Nghĩa sẽ chia sẻ cái gì ở đây? Nếu mà nói về công việc thì chắc là ai cũng có rồi, nhưng mà bản thân em có một câu chuyện mà phải dùng từ là đau đáu. Đau đáu? Dạ, tức là nó vẫn lặp đi lặp lại mà nó vẫn chưa có một cái hồi kết nào hết. Đó là chuyện về gia đình. Và điều làm cho em áp lực chính là áp lực về con một. Áp lực con một? Dạ. Nó sẽ là một cái cụm từ không có cá biệt. Vậy thì em muốn bắt đầu từ cái sự kiện gì để cảm thấy rằng là cái việc là con một của mình nó là một cái vấn đề thực sự? Đầu tiên là trải nghiệm tuổi thơ đi. Dạ. Em sinh ra và lớn lên một gia đình không phải là giàu có khá giả, nhưng mà cũng thuộc dạng là trung bình khá thôi. Nhưng mà ba mẹ em không có để em thua kém ai hết. Em tự hào lắm cô. Mỗi lần nói về chuyện mà về ba mẹ mình dành những tình cảm cho mình là em rất là tự hào luôn nha. Nếu nói như những thành tích đối với các chúng bạn trong xóm thì em là một trong những người được chơi cái lồng đèn Trung Quốc đầu tiên của cái lồng đèn mà nó vừa có đèn mà vừa có nhạc nữa. Đầu tiên trong xóm. Đầu tiên trong xóm luôn, mà mỗi khi em lấy cái lồng đèn nó ra là cả xóm bu lại xem. Em tự hào lắm chứ. Ba mẹ cưng lắm, em muốn gì cũng được trơn á. Ví dụ như người ta chơi nhảy dây thun đi, cộng nhỏ nhỏ nhỏ, còn không mẹ mua cho em nửa ký luôn. Còn bong bóng mà một em bé hay em bé chơi một cái hay cái không chơi một lần là rất là nhiều luôn. Cho đến thời điểm này thì em thấy làm con một cũng có nhiều cái hạnh phúc lắm. Đi về thì vẫn được ba mẹ yêu thương ôm ấp này nọ. Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng hạnh phúc, nhưng mà nó vẫn có nhiều áp lực. Bắt đầu em lớn lên á, là đi học mẫu giáo ở lớp 1 thì khi mà người ta hỏi nhà có mấy anh em thì mình cũng tự hào lắm, tại vì nội ngoại hai bên cũng nói là con một thì sẽ rất là sướng. Hay người ta hay đùa là được ba mẹ thương yêu 100%, rồi kể cả gia tài sau này cũng sẽ thuộc về em. Trời ơi, toan tính. Nhưng mà cái đó là những cái người hàng xóm hay là nội ngoại nói thôi. Em cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Có một cái món đồ ăn gì ngon hay món đồ chơi thì mình em hưởng hết. Em cũng chưa nghĩ đến cái chuyện là phải chia sẻ cho ai hết. Nhưng mà đến một số thời điểm thì em lại cảm thấy là mình rất là buồn. Tại vì bạn bè thì có em, có anh, có chị này kia. Hoặc là kể cả mình đi học, mình bị ăn hiếp thì mình cũng có người bên. Còn em thì chỉ có một mình thôi. Cô biết không, nếu như đi học thì bạn bè có thể chọc mình về nhiều cái chuyện khác nhau. Nhưng mà cái chuyện em là con một cũng là một trong những vấn đề để các bạn chọc. Cái đó mà em cũng thấy lạ là kiểu như ai cũng có anh, có em. Hoặc là có người này, người kia kiếp các bạn được kêu yêu thương lắm. Ví dụ như đi học phụ huynh thì có anh, có chị, còn em thì chỉ có ba mẹ thôi. Rồi chơi cái gì đó cũng có một mình thôi. Dạ, nếu như mà trong xóm mà đứa nào nó ghét nó không chơi thì em cũng chơi một mình thôi, tại vì cũng không có anh chị gì hết. Và ba mẹ em cũng cảm thấy là nên cho em một đứa em. Có nhiều lúc em cũng hỏi là ủa sao tự nhiên để có mình con thì cũng buồn. Xong rồi mẹ với cha cũng có tâm sự là vào khoảng năm 2000, chính xác là năm 2000 thì mẹ với cha em dự định sinh em thêm. Nhưng mà lúc đó mẹ em bị chứng đa thần kinh tọ thì bác sĩ không có cho sinh. Phải nằm một khoảng thời gian rất là lâu thì không có được. Cái cuối cùng là em bây giờ luôn là có một mình. Đối với em, con một là một cái gì đó cảm thấy hạnh phúc, tự hào lắm và cưng yêu nhiều lắm. Nhưng mà khi mà lớn lên, bắt đầu đi học nha cô, cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì vẫn còn ở bên gia đình thì không có gì xảy ra hết. Nhưng bắt đầu đậu đại học thì bắt đầu chuyện con một nó mới xảy ra là đi rồi, đâu có ai ở nhà đâu. Ba mẹ em kiểu như là bị thiếu vắng con mà không có ai hết. Thì cô biết hả, là em đi học đại học rồi, những cái năm đầu tiên á là ba mẹ em sẽ không dám ăn những món mà ngày xưa em thích luôn. Tại vì thấy cái món ăn đó là nhớ tới em, thấy cái trái sầu riêng hay là cái loại đó em thích là lại nhớ. Vậy là cuối cùng là khi em đi học, cái người bị thiếu hụt và khủng hoảng tâm lý là ba mẹ em. Người ở lại chứ không phải người rời đi. Ở lại, tại vì cô biết trong cái xóm thì cũng nhiều người đó, dòng họ cũng nhiều người đó. Nhưng mà em thì có một cái thế giới mới, là có bạn bè mới. Mà cô biết bạn đại học là nhiều tỉnh, nhiều nơi và nhiều bạn lắm, nên nó cũng đỡ. Lúc đó em đi học là năm 2010, mạng xã hội và mọi thứ phương tiện nó cũng phát triển rồi, nhưng mà kiểu kinh tế nó cũng ở mức vừa phải thôi, thì em cũng chưa có điện thoại gọi là mắc tiền hoặc là kết nối được. Mà nếu như lúc đó em có thì ba mẹ cũng chưa biết xài về công nghệ nữa. Thì chỉ có trò chuyện bằng điện thoại bình thường thôi. Nhưng mà ngày nào cũng nói hết. Và em cũng không biết là mấy bạn như thế nào, nhưng đối với em thời sinh viên em rất là siêng luôn. Có khi mà ba với mẹ nhớ là gọi điện thoại là các em về liền. Có khi về mấy tiếng đồng hồ em lại phải quay lên thành phố Hồ Chí Minh để học tiếp. Và về rất 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 là thường xuyên luôn. Nguyên cái khoảng thời đại học em cứ đi học là học, còn không là về.
những cái mùa Tết hay mùa hè là em đều ở full với gia đình luôn. Em không có chia sẻ cái thời gian nào khác hết. Đã có những lần nào em nao núng và em mệt mỏi về cái sự độc tôn đó? Là mình, tại vì nếu như không làm mình thì không có ai lo cho ba mẹ hết. Không có một cái sự chuyển giao vai trò nào cho anh hai, anh ba, anh tư nào cả. Thì có lúc nào em cảm thấy thật sự đuối sức? Nếu như mà mọi thứ nó diễn ra bình thường á cô, trong việc đi làm hoặc là việc dành thời gian cho gia đình, thì em nghĩ là cách gần nhất là em sẽ gọi điện thoại. Và bây giờ thì tiến bộ hơn là có thể video call mình thấy được mặt rồi, là một trong những cách em cũng rất là mừng. Thứ hai là dành thời gian một chút ít, thì em đã tự đưa ra cho bản thân mình là ít nhất một tháng phải về nhà một lần. Nhưng mà nó cũng không có bù đắp gì hết, và nó cũng chưa làm cho em lên đến đỉnh điểm của sự áp lực. Đến khi là ba em nhập viện. Cô biết con một là cũng không có anh hai, chị ba, anh tư gì đó phụ hết, là một mình em phải lo hết. Vừa phải chăm ba em trong bệnh viện, vừa phải giải quyết công việc, và đặc biệt là phải nghỉ việc nữa. Có một thời điểm mà em đứng ở trước cửa bệnh viện mà em khóc. Và cái không biết là em khóc vì điều gì luôn. Trong đó có chuyện là lo cho cha mình nè, rồi tức là tại sao mọi người đang đi đùng đùng ở ngoài đường mà mình lại phải ở đây. Rồi nhiều khi là mình không có biết là cái vấn đề về sức khỏe nó đến khi nào nó kết thúc. Tại vì nằm viện bác sĩ đâu có biết là ngày nào cho xuất viện về đâu cô. Là mọi thứ nó rất là mơ hồ với em, và em không có chủ động được trong chuyện gì hết. Và em mệt nữa cô. Tại vì em hay nói với mọi người là bây giờ em có thêm một anh, một em gì đó đi. Bây giờ nếu như mà người đó không có giỏi bằng mình, không có kiếm được nhiều tiền thì nuôi ba đi, rồi mình chu cấp luôn cho. Nhưng mà không được. Vấn đề là em cũng phải tự xử lý tất cả những cái vấn đề trong gia đình và bản thân mình hết. Cái nói thì nói chứ em đâu phải là robot đâu. Em cũng vẫn biết mệt, biết buồn và biết đủ thứ hết. Kể cả mình thấy những người nằm viện xung quanh là người ta có anh có em, hoặc là người ta thay phiên nhau chăm sóc ba mẹ, thì em cũng bị tủi. Lúc đó em bị nhủi lòng lắm cô. Bị tủi thân lắm. Nhưng mà thôi, giờ số nó vậy rồi, thì mình lấy những cái tích cực mình bù đắp vô. Nhưng mà chuyện phải thức nhiều, phải không được nghỉ ngơi, rồi ở trong bệnh viện 3-4 tuần cả tháng trời thì nó bị trùng chân và nó cảm thấy rất là bức bối luôn. Đôi khi mình không có kể được đó cô. Mình kể rồi mọi người cảm thấy trời mệt quá, gặp Nghĩa để lo công việc hoặc là cái gì đó nó tích cực hơn. Em không có được than. Em không được than với bất kỳ ai hết. Than thì em nghĩ là người ta sẽ coi thường mình, hoặc là cái gì vui hạnh phúc thì mình kể, còn cái gì không vui hạnh phúc tự nhiên mình bắt người ta phải đeo mang theo mình nữa. Cái em không đâu có kể. Đâu có cần tích cực độc hại như vậy đâu. Đôi khi em bị như vậy đó cô, em bị lo lắng cho người khác quá nhiều. Cái cô biết thì nó giống như những cái vết bụi, nó cứ bám từ từ cái nó đầy. Nó đầy cái em bị bung ra. Em bị bung ra. Đỉnh điểm không phải là em than vãn với cha em, hoặc là tại vì em muốn người bệnh lúc nào cũng phải thoải mái nhất. Em với mẹ em mâu thuẫn. À, câu chuyện là ủa con mệt quá mà, con vừa kiếm tiền con phải lo cho cha mà. Kiểu như mình tị nạnh với mẹ mình, tại sao không có đỡ đần phụ mình á. Trong câu chuyện này nói ra thì không biết là quý vị khán giả hay mọi người sẽ có những cái suy nghĩ không tốt về em. Nhưng nói thật là mình cũng là con người, mình cũng có cảm xúc và mình cũng biết mệt. Thì đôi khi mình cũng cảm thấy là trong gia đình, cho dù là ba mẹ hay anh chị, thì nó cũng phải có một sự chia sẻ với nhau. Thì trong câu chuyện của em ngày hôm nay là mong rằng là nếu như là những quý vị phụ huynh hoặc là những quý vị nào có trường hợp giống em, thì mình sẽ có được sự đồng cảm nhất định. Cái chuyện mâu thuẫn với mẹ em nó vẫn còn hoài luôn á cô, nó không hết. Ở đây không phải là chuyện mà mẹ em không làm được gì, hoặc là không có hiểu, không có thương, nhưng mà không biết càng ngày càng lớn hơn thì mọi người nói em bị kỹ tính, em bị khó. Những cái sự mâu thuẫn đó hoặc là những cái vấn đề mà em với mẹ mâu thuẫn thì nó liên quan tới chuyện là em muốn mẹ mình tốt hơn, muốn cho gia đình tốt hơn. Chưa chắc mình thấy tốt nhưng mà mẹ mình sẽ nhìn thấy tốt. Đúng nên rồi. Nó cứ bị tiếp diễn hoài như vậy. Vậy thì mình có thể tôn trọng cái nguyên tắc của mẹ không? Điều gì sẽ diễn ra nếu như mình cứ thuận theo cái mong muốn của mẹ? Bây giờ sẽ có hai cái không? Nếu như điều gì sẽ xảy ra nếu như em thuận theo của mẹ em không? Và điều thứ hai là hai bên tương tác qua lại, là mỗi bên nhau một chút, hoặc là mẹ em sẽ có thể thuận theo ý của em. Nghe theo ý của em. Nếu như em thuận theo ý của mẹ em thì mẹ em sẽ trở nên một người không có chủ động và bị phụ thuộc vào người khác rất nhiều. Nó có lý do hết đó cô, tại vì mẹ em nhỏ hơn ba em gần 10 tuổi, là con gái út. Rồi từ lúc mà lập gia đình về thì gia đình bên nội cũng như cha em rất là thương, cưng chiều. Và đến lúc em lớn lên thì em cũng rất là thương mẹ. Nên kiểu mẹ em chỉ nội trợ hoặc là xử lý những vấn đề nhỏ thôi, chưa bao giờ phải động tâm nhiều hoặc là xử lý những vấn đề nó lớn hết trong gia đình. Thì mẹ em cũng kiểu quen cái lối sống như vậy, cái suy nghĩ như vậy. Nên là bây giờ những cái chuyện gì lớn hơn thì không giải quyết được. Cũng phải nói đến cái chuyện là sức khỏe mẹ em không tốt.
Em là một người phụ nữ đã từng tham quan, thăm viếng rất là nhiều những cái bệnh viện ở thành phố rồi. Bệnh viện nào mà em cũng kinh qua hết á. Nên bây giờ nhiều khi mà để nhờ cậy hay là xử lý vấn đề thì em cũng không dám. Tại vì ví dụ như nuôi người bệnh, nếu cô mà bị tiền đình hay là bị này bị kia thì thức thì nó lại mệt hơn. Các em cũng nghĩ theo kiểu là thôi để mình xử luôn cho rồi đi, chứ bây giờ mà mình nhờ mẹ mình rồi mẹ mình bệnh, cái là mình nuôi hai người nữa thì còn mệt hơn. Cái xong em quyết định là thôi tự em xử lý luôn. Rồi cái từ từ mẹ em bị sống trong cái cảnh là bị phụ thuộc người khác quá nhiều, nên là em nghĩ là em phải có một cuộc cải cách là không thuận theo ý mẹ của mình nữa, vì muốn tốt hơn. Tại vì em thấy ở trong dòng họ và những cái người xung quanh thì có rất nhiều những người phụ nữ chồng hết mực yêu thương con chu đáo lắm, nhưng mà đến khi mà người chồng mất đi hay người con có biến cố gì thì người phụ nữ nó trở nên bị bơ vơ, biệt lạc, lỏng, không có làm chủ được, từ đó cuộc sống nó đi xuống. Thì em không muốn như vậy. Và thứ hai nữa là em muốn là trong cái xã hội phát triển thì mẹ của em cũng phải phát triển hơn về suy nghĩ, về bên ngoài, về cách nói chuyện, về cách diễn đạt, và nó phải đỉnh đạt hơn. Cái từ đó suy ra mẹ em bị áp lực. Đúng. Đến mức mà ví dụ như ba với mẹ em thấy em về rất là mừng, nhưng mà mừng từ lúc em bước từ ở ngoài cửa đi vô nhà được mấy phút đó cô, xong đến lúc mà bắt đầu em ngồi xuống là áp lực từ ngay lúc đó. Ví dụ như em sẽ nhìn xung quanh là nhà có sạch không, rồi có gọn gàng ngăn nắp, rồi mọi thứ như thế nào nữa. Xong rồi em mới kêu là bây giờ mà kiểu mình không thay đổi được thế giới thì giờ mình có chấp nhận đi theo thế giới hay không. Và cuối cùng em cảm nhận được rằng là lâu lâu mình mới về. Rồi nếu như cái chuyện đó mà nó có quá nghiêm trọng hay không và bắt buộc phải thay đổi hay không, mình phải cân đong đo đếm, hay là giữa mối quan hệ với em với mẹ em sẽ từ từ bị sức mẻ. Các em quyết định là thôi bây giờ 50-50 đi. Cha em là một cái kênh ở giữa. Ví dụ như em sẽ truyền đạt cái thông tin đó để cha em nói lại. Nhiều khi cái cách nói của em nó không phù hợp với mẹ em, nhưng mà cha em nó sẽ khác. Và ngược lại, mẹ em có những cái mong muốn gì với em thì mẹ em sẽ nói lại với cha, và em sẽ nghe từ cha em. Chúng ta luôn có những cái khoảng cách thế hệ. Và dù cho ngay trong một thế hệ chúng ta cũng có những cái khoảng cách về mặt nhận thức, mà không phải chuyện đúng hay sai, mà là khác biệt. Em được quyền kỳ vọng ở mẹ em về tiêu chuẩn ứng xử, về những cái chuẩn mực cuộc sống, mà em nghĩ rằng là vậy mới tốt mẹ ơi. Dạ. Phải vậy. Vì em có một cái bối cảnh sống khác, em có một mối quan hệ khác, em có những cái tiêu chuẩn khác trong cái công việc của em, để em cảm thấy là vậy nó ngon lành hơn. Dạ. Nhưng mà mẹ em có một xuất thân khác, mẹ em có một bối cảnh khác, có một cái nền tảng khác. Trong cái cuộc sống hiện nay và mọi thứ thì có lẽ là nếu như mà chúc nhau thì em đều chúc cái sự bình an trước. Tại vì có sự bình an, an yên trong cuộc sống thì sẽ có tất cả. Tại vì có những lúc em đã không bình an. Dạ. Là cái lúc em đứng trong sân bệnh viện. Em có nhiều lúc không bình an lắm cô. Cái lúc đó là mình lo nhiều thứ như em đã kể. Thứ hai là về kinh tế đó cô. Là về con một, là cái gia tài thì mình chưa biết khi nào mình được nhận. Nhưng mà cái hiện tại là mình phải rất là áp lực. Tại vì ba mẹ càng ngày càng lớn lên rồi, và em cũng là một người kiểu không có chịu thua kém ai, cũng cần phải có địa vị trong xã hội. Và đặc biệt là nội ngoại hai bên mọi thứ, và ở độ tuổi này nữa. Và hên cho em là em không có anh hai chị ba gì đó để mà, thứ nhất là ba với mẹ em so sánh trong gia đình trước, nhưng mà có một mình thì trong họ hàng nội ngoại cũng sẽ so sánh với những cái người anh, người chị, người em của chú, bác, cô, dì, gì khác. Thật sự biết cô là có những khoảng thời gian em bị cái chuyện kinh tế nó chi phối, nó làm áp lực hơn là cái chuyện là phải sống xa gia đình, nhớ nhà, hay là lúc đó cái chuyện mẹ em có ăn rồi không rửa chén hay là gì đó em cũng không quan tâm nữa luôn. Mà quan tâm là cái chuyện kinh tế, tại vì ba em làm bệnh viện là sẽ tốn tiền rất là nhiều, và mình phải ốp công việc, có thể mình phải xài đến tất cả những số tiền mà mình đã dành dụm mình gửi. Đó không phải là vấn đề mà em lo, tại vì còn tay, còn chân, còn sức khỏe thì sẽ làm được. Nhưng em phải đóng một cái vai là một người con thành đạt, dù lúc đó em chưa có dư giả nhiều. Tại vì cô biết ba em là bệnh cũng không phải là đơn giản, là cũng là một trong những khách hàng lui tới thường xuyên của một cái bệnh viện lớn ở thành phố. Mà em lại cực kỳ quan tâm đến chuyện tâm lý của cha mình, phải không được lo lắng, phải thoải mái, cứ vui mà sống thì mọi thứ sẽ diễn tiến tốt. Thì em phải đóng vai một đứa con ngoài chuyện có hiếu mà phải có tiền nữa. Chuyện để đóng vai một có tiền thì đâu có dễ đâu cô. Sau khi ba em nằm viện xong là khoảng 70 triệu. Năm 2017 là trong những cái năm mà em nhớ rất là nhiều luôn. Là khi mà ba em xuất viện về, tháng đầu tiên là em vẫn ốp công việc, tại vì phải ăn theo chế độ của người mới khỏe, rồi em phải làm mẫu để cho mẹ em làm theo, tại vì mẹ em cũng không có rành. Và mỗi tháng em phải làm, em trả nợ 20 triệu.
Nhưng mà đúng là có hiếu hay là mình sống tốt thì trời sẽ an bài, thì em cũng đã giải quyết hết các vấn đề. Nếu như mà cha biết nằm viện 70 triệu chắc cũng không có làm nhanh đâu cô, mà cũng sẽ phải buồn, phải áp lực nhiều thứ. Thời điểm đó là người ta đã bắt đầu thông dụng là xài chuyển khoản và xài thẻ rồi. Đóng tiền viện phí là em cà thẻ, đưa ra những cái hóa đơn là em giấu kín luôn. Nhưng mà người ta bắt phải giữ hóa đơn lại, để cuối cùng đủ thứ gì đó người ta sẽ tính tiếp với mình khi mà mình xuất viện. Là em giấu kín, cha em không hề biết nằm bệnh viện bao nhiêu tiền và như thế nào hết. Bữa nay cha biết rồi. Thật sự bây giờ thì đỡ hơn. Mà em đúng là em công nhận cái chuyện tâm lý nó quá quan trọng trong đúng chuyện rồi. Điều trị bệnh và chữa bệnh. Nếu như lúc đó em không cố gắng, em không đóng vai là một đứa vừa có hiếu vừa có tiền thì ba em sẽ áp lực rất là nhiều. Và bây giờ thì đỡ. Và em thấy là chuyện đó là một chuyện thôi kệ đi, mình áp lực mà để cho ba mình tốt thì cũng không sao. Như cô cũng từng chia sẻ là không ai có thể cam chịu hoài được. Nhưng mà may mắn trong cuộc đời của em là ví dụ như biết được qua cô, những cái lời chia sẻ của cô với những người khác, những cái câu chuyện mình bắt gặp được trong cuộc sống, bạn bè của mình. Em cũng may mắn là có những người bạn tri kỷ. Không phải là lúc nào cũng chia sẻ, nhưng mà chia sẻ những lúc em cần thiết nhất và họ thấy cần phải chia sẻ với em về chuyện gia đình, về cuộc sống. Nên bây giờ em đã phải tập từ từ chuyện cân bằng lại. Ví dụ như khi em stress, em sẽ mua một chậu hoa hồng về em trồng. Và 6 tháng qua thì em có một vườn bông hồng luôn, là cô biết em stress rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà từ từ thì em sẽ vun đắp nó lên, nó đẹp hơn. Tự phải cho bản thân mình nghỉ ngơi. Tức là có những bạn nhân viên của em hay là bạn thân của em kêu anh đi ăn đi, hay là anh đi du lịch đi, đi chơi đi, hay là mấy bạn đặt đi ăn, đi uống, đi chơi lô tô, đi đầm sen, suối tiên gì đó, rồi cứ lo em đi luôn, để có thể thư giãn và buông bớt cái điện thoại ra mọi thứ. Tại vì mọi người biết điểm yếu của em là thương gia đình, nên mọi người bắt đầu đánh vô. Bây giờ không lo cho bản thân đi ha, rồi bệnh rồi nằm xuống rồi không lo cho gia đình được. Cái tự nhiên em cũng phải tự nhìn nhận lại vấn đề là phải lo cho bản thân thì mình mới có sức mà mình lo cho gia đình. Cái áp lực tiền bạc nợ nần nó đã được em nỗ lực giải quyết như thế nào để rồi bây giờ gì thì gì mình vẫn đang rất là đỉnh đạt với sự nghiệp của mình? Để đóng được một cái vai diễn như vậy thì nó phải có đạo diễn, có biên kịch đồ, đúng không cô? Thì em may mắn. Nhưng mà trước tiên cô khẳng định nha, em là một đứa con có tiền. Em may mắn nha cô. Tại vì giống như là một cái bạn diễn viên mà diễn tốt thì phải có ekip xung quanh này kia. Thì trong thời điểm mà em đóng vai một đứa con có tiền đó thì em có những người đằng sau giúp đỡ. Đó là những người đã chứng kiến từ quá trình em học đại học rồi lớn lên, trưởng thành và ra trường. Và những người cũng giống như là anh chị đi trước, hoặc là những người sếp tương lai của mình và những người bạn nữa. Để đóng được vai có tiền thì em phải có tiền bằng cách là em mượn. Tức em có một chị ngày xưa đi mùa hè xanh ở quê hương em thì nhận em là em nuôi, thì chị đó làm ngân hàng. Là chị đó lúc nào không có tiền hết đó. Lúc mà nằm bệnh viện thì cứ Tư ơi, Tư chuyển cho em, thì chị em chuyển vô tài khoản 10 triệu, 10 triệu, 20 triệu vậy đó. Có những người đi trước cũng thấy em là chắc cũng có tương lai, với lại Nghĩa mượn thì Nghĩa sẽ trả, Nghĩa không có giật đâu, thì chấp nhận cho em mượn. Rồi mượn xong rồi thì chắc chắn là đến lúc phải trả. Và em là một người rất trọng chữ tín và trọng cái ơn của người ta. Thì em nói thật, ví dụ như giờ em mượn là tới 1 năm em mới trả nha, hoặc 6 tháng chấp nhận thì cho em mượn, xong em trả. Cái cách để có nhiều tiền là làm nhiều việc. So với các bạn ở trong cái thời điểm, cái tuổi đó, các bạn chỉ làm đúng một công việc, ví dụ như văn phòng, hay là một việc thôi, đúng giờ các bạn về. Em làm rất là nhiều việc luôn cô. Ví dụ như cái việc gì đó nó là chính, nó chiếm 8 tiếng một ngày đi, để em có một cái lương cứng để trả tiền nhà rồi những cái trang trải khác, thì em làm thêm. Em đi dẫn chương trình, em đi làm show, em đi điều phối, em đi làm các game show, hoặc là em phụ chạy sự kiện rất là nhiều thứ. Rồi kể cả em có phải buôn bán online, thì lúc đó nó cũng chưa có thịnh lắm, nhưng mà mình bán đồ ăn, bán mật ong này nọ để kiếm thêm. Em vẫn giải quyết được tất cả các vấn đề đó. Còn bây giờ thì chắc là do thời sinh viên năng nổ quá, và cái thời điểm mà mình phải làm để mình trả nợ, nên bây giờ em cũng quen với cái cuộc sống là làm rất là nhiều việc, để mà vừa có thể là không có để trống thời gian, có thêm thu nhập. Đã bao giờ em nói về cái sự cô đơn của một đứa con một, một cái sự dùng cái từ cùng quẫn thì nó hơi căng thẳng, nhưng mà rõ ràng là mình đã thấy mình ở trong cái tình trạng trơ trọi đó, khi mà ba mình không đủ điều kiện về sức khỏe, mẹ mình thì lúng túng không biết phải làm gì, và mình thực sự một mình, thì mình đã có nói với ba mẹ mình cái cảm giác đó chưa? Thật sự cái cảm giác đó và những cái điều mong muốn của em biểu hiện ra ngoài bằng hành động hay là những cái lời gọi là giống như càm ràm á, thì có thể là ba mẹ em sao có hiểu được về cái chuyện em đang gặp phải áp lực đó, hay là kiểu như quá mệt, quá stress rồi, quá áp lực rồi bung ra, thì cảm nhận qua những cái hành động đó.
Chứ còn nếu như thật sự ngồi xuống để nói thì chưa luôn cô. Trong cái thời gian mà ba em nằm viện thì kiểu như em ngồi em nói chuyện với ba em thì em tâm sự về cái công ty hiện tại, về công việc, về cái chuyện em đang gặp phải này nọ kia. Nhưng cũng cuối cùng cũng không có kết lại là vì con một mà nhiều áp lực này nọ kia các thứ. Có bao giờ em trong quá trình mà em chăm sóc ba hoặc là phải giải quyết những cái vấn đề căng thẳng, em buộc miệng em nói là trời con ước gì bây giờ nhà mình có thêm đứa anh hơn đứa em nữa cho là chắc con cũng đỡ đỡ. Em không dám nói luôn á cô. Thật sự em dùng từ em không dám nói. Chứ em sợ phải... điều gì? Dạ. Em sợ điều gì khi thứ nhất là ba em đang bệnh, thứ hai là em sợ ba em nghĩ lung tung. Nhưng mà em nghĩ là ba em là người cũng rất tâm lý, nhìn những cái người nằm viện kế bên có đầy đủ nhiều người thân hay là họ hàng các anh em người ta đi vào người ta thay ca này kia thì cha em chắc chắn biết em đang nghĩ gì và em đang nhìn cái chuyện gì. Nhiều khi ba em tự đến với em và an ủi kiểu mà thôi ráng giữ sức khỏe rồi mọi thứ, tại vì cũng có một mình, rồi dặn dò trên đây là phải kiểu như ăn ngủ rồi công việc mọi thứ, tại vì có một mình, luôn luôn dùng từ có một mình, có một mình, có một mình ở trên thành phố. Đó là những cái từ mà gần đây ba mẹ em hay nhắc. Cô hy vọng rằng là em sẽ chuyển hóa cái từ có một mình đó thành một cái ý nghĩa tích cực. Nó không phải một ý nghĩa ám thị mang tính cô độc hoặc là yếu thế, mà nó là một cái lời nhắc nhở mang tính tận hưởng nhiều hơn. Hiểu cái điều đó là một cái đặc thù của bản thân nhiều hơn, đón nhận nó như một loại hạnh phúc nhiều hơn, bởi vì nó là một cái hiện trạng em không thay đổi được. Và nó cũng không phải là một điều yếu thế, nó cũng không phải là một hoàn cảnh gì đó bi thương, bởi vì khi em không cảm thấy đó là một sự hạnh phúc, em sẽ vô tình làm cho ba mẹ em không cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì đây là một cái chuyện không ai muốn, mà nó cũng chẳng phải là vấn đề gì liên quan đến phẩm hạnh đạo đức hay là một cái câu chuyện thuộc về sự bi đát hết. Nó chỉ đơn thuần đó là đặc thù của gia đình nhà em là 3 người, gia đình nhà người khác là 7 người, gia đình một ai đó là 12 người, thế thôi. Và dù cho gia đình của chúng ta là bao nhiêu người thì mỗi người đều phải tự có trách nhiệm để hạnh phúc. Bây giờ em có thêm 10 người anh hay 2 đứa em thì em vẫn phải tự hạnh phúc. Mong rằng sau chương trình này thì bạn nào là những con một như Hiếu Nghĩa, có những vấn đề như Hiếu Nghĩa thì có thể đầu tiên là đồng cảm trước, thứ hai là con mấy con cũng được hết. Vấn đề là như cô nói, mình phải tự biết là mình hạnh phúc và mình làm cho mình hạnh phúc trước thì ba mẹ sẽ hạnh phúc theo. Và đừng để cho ông bà thấy kiểu là trời ơi biết vậy xin thêm chứ để thôi con một tội nghiệp quá, mất cái sự rây rứt thuộc về ông bà nữa. Việc còn lại là dọn dẹp tâm hồn của mình. Chúng ta là con thứ mấy thì chúng ta cũng là con của ba mẹ. Cảm ơn Hiếu Nghĩa ngày hôm nay đã ở đây, và cô cũng hy vọng rằng là ngày hôm nay em chia sẻ câu chuyện này, ba mẹ cũng lắng nghe và ba mẹ sẽ có một cái niềm vui để thấy rằng là gia đình của mình đã có một Hiếu Nghĩa cởi mở hơn, thoải mái hơn rồi, hạnh phúc hơn rồi. Rất là hy vọng ba mẹ cũng sẽ không có nhìn nhận câu chuyện này theo kiểu là trời ơi thằng quỷ này đó giờ nó buồn mà nó giấu. Nó hết buồn rồi anh chị nha, nó không buồn nữa đâu, bữa nay nó kể ra là kể nghe cho vui thôi. Và thực ra nó có tiền thiệt, chứ nó không còn đóng vai là một đứa con có hiếu và có tiền nữa. Bây giờ nó không có còn đóng vai nữa, nó là một đứa con có hiếu và là một đứa con có tiền thiệt rồi. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau. Và... ở Lâm Đồng thì anh đang làm việc ở tại Sài Gòn. Rồi Hiệp ơi hỏi nhưng chị có điện thoại. Dạ rồi anh ơi, anh nói lại cái tên của anh rồi với em nhé. Vũ Chí Thanh đúng không ạ? Ngô Chí Thanh đúng rồi. Ngô Chí Thanh. 1981 à? Đúng rồi, 1981. Lâm Đồng, hiện tại đang ở Sài Gòn. Dạ, hiện tại đang làm việc ở Sài Gòn. Anh làm công việc gì nhỉ? Dạ, anh làm cho bên công ty Minh Nhật Lò Xo á. Công ty gì? Minh Nhật Lò Xo. Minh Nhật Lò Xo. Công ty đó là sản xuất chuyên về gì anh? Chuyên về lò xo xe máy. Nói chung là các đủ loại các lò xo. Thế vậy thì anh Thanh làm về cái vị trí nào cho công ty? Anh làm vị trí bên nói chung là trong đó ở trong mạng đó thì mạng nào anh cũng làm hết. Mình là nhân viên trong công ty đúng không ạ? Dạ đúng rồi, mình là nhân viên ở trong đó. Rồi anh là con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Sao em? Anh có điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Thì điểm mạnh của anh là
anh biết nấu ăn, nói chung là việc gì anh cũng làm được hết, còn điểm yếu của anh là hơi nhút nhát, nói chuyện hơi nhút nhát tí. Nói chuyện hơi nhanh nhé. Chuyện tình duyên của anh thì hồi trước đây anh có một đời vợ mà anh ly dị 10 năm rồi em, giờ anh đang sống độc thân bây giờ luôn. Ly dị 10 năm. Có con không ạ? À, đứa con anh năm nay 11 tuổi rồi. Có một đứa hả? Dạ, một đứa Con trai trai con gái? con trai hiện đang ở với mẹ nó Hiện đang ở với mẹ. 11 tuổi. đúng rồi. Anh chị sống với nhau được bao nhiêu lâu? Và tới giờ chia tay? Nói chung là sống được mấy năm thì chia tay. Lý do là chia tay à? À, lý do là anh lấy vợ về mà vợ anh nó ngoại tình này. Thế là anh chia tay. Chia tay. Dạ. Rồi thế sau đó là anh ly dị 10 năm rồi thì anh có tìm hiểu một số những mối quan hệ khác không? Không em, anh ở tới giờ anh làm việc không anh cũng có. Rồi. Anh mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như nào? Con người em thì đơn giản là được rồi Rồi. Chiều cao ngoại hình, anh nói về ngoại hình trước đi. em thì ngoại hình thì nói anh chung gì đó ngoại hình là ưa nhìn là được, ưa nhìn. Công việc của người đó như thế nào thì phù hợp với mình? Công việc của người phụ nữ thì công nghiệp phụ nữ thì của phụ nữ thì sao cũng được, thì anh không quan trọng ba cái đó Anh về anh lui người ta. hả. Anh về anh lui người ta. Ví dụ cô nào mà cô thất nghiệp, anh lui được không? Thì nếu mà cô thất nghiệp thì mình nuôi, còn mà cô công việc của cô thì làm mình cố gắng cùng nhau thì mình làm. Cảm ơn cô. Anh bây giờ đang ở trọ tại Sài Gòn hay sao? Không, anh đang ở nhà mướn, nhà rộng á, nhà mướn cùng với vợ chồng đem gắn ở đó. À. Rồi. Ok anh, nếu mà chưa chương trình mà tìm được cái người bạn gái phù hợp với anh thì sẽ liên hệ với anh ha. Rồi rồi. Rồi em cảm ơn anh. Rồi, mình bắt đầu luôn đi ạ. Em nói trước hay anh nói trước? Mời anh giới thiệu về bản thân mình nha. Anh thì năm nay là sinh năm 1991 ở ở Bình Dương em ơi. Họ tên của mình là gì? À, Bùi Quốc Thắng. Bùi Quốc Thắng ở Bình Dương, mà công việc cụ thể của Thắng là gì? Là chạy xe dịch vụ. Là xe của mình hay là sao? Xe của mình luôn á. Chạy xe dịch vụ của mình luôn, rồi là xe làm mình quê ở Bình Dương luôn. Quê Bình Dương. Chạy xe của mình rồi, ok. Thường mình chạy như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình tháng thì như thế nào? Khoảng từ 20 cho tới 30. Hay mình chạy xe 4 chỗ hả? 4 chỗ. Rồi ok. Bây giờ Thắng chia sẻ một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh điểm yếu hả? Điểm mạnh thì nói chung điểm mạnh điểm yếu không không có cái nào mà mạnh yếu hết, cái nào cũng vừa vừa ha. Ví dụ cái tính cách như thế nào có Tính cách mình hướng hướng ngoại, mình sống dễ chịu lắm. Ai ai đúng thì mình mới mới chơi, còn không đúng thì không chơi vậy đó. Rồi có tật xấu gì không? Nhậu nhẹt hút thuốc rồi này kia có Không, cái mấy cái đó không có. không? Trước giờ mình đã từng lập gia đình hay trải qua mấy mối tình rồi? Xưa giờ mình chưa có lập gia đình mà mình trải qua có một hai mối tình thôi. Rồi chia sẻ về những mối tình đó đi. Mối tình thì nó do hồi hồi đó còn nhỏ xíu xíu rồi mình quen rồi, giống như chưa có xác định đi tới tới hôn nhân á, quen một thời gian vài tháng là bỏ thôi. Đi đến Rồi hôn xong nhân rồi hả, sao chứ? rồi coi như là quen 1-2 tháng hả? Là mình chia tay là Không, do mình hay do bạn gái? không phải 1 2 tháng mà mấy tháng á. Rồi là do mình chia tay bạn gái hay là làm sao?
hai bên cảm thấy không hợp nhau nữa thì tự rút lui thôi. Hai bên không hợp nên tự rút lui. Rồi bây giờ là mình sẽ mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Còn bạn gái hồi nãy mà mình có thấy nhóm có add 4-5 bạn nữ gì mới vô đó, Mimi Nguyễn với lại Hana Nguyễn á, đó, cái mẫu mẫu mình vậy ok á. Trời ơi, cái đó là biên tập của chương trình. Có biên tập hả? Ừ, chứ sao mà trong đây mà có bạn gái gì trong đây? Ai bạn biết gái thì bạn ý trai tình đâu có nè. biết thông tin à, là thích kiểu như hai biên tập đó phải không? Đúng rồi, gu gu á. À, thích mẫu như là Hana với Mimi. Đúng rồi. Trời ơi, Hana Mimi là biên tập nha. Với lại phó nhóm cũng ok với Chu Chu Nguyễn hay gì đó. À, phó nhóm là Chu Nguyễn Đúng hả? Rồi, cái này là ekip của chương trình thôi. Nói chung là thích những hình mẫu như vậy hả? Còn tuổi tác rồi. vùng miền này kia thì sao? Tuổi tác thì từ 25 tới 30 vùng miền thì mình ở Bình Dương á, mình lựa mấy người ở Sài Gòn hay là gần gần cận cận á, cho nó dễ qua lại. Rồi. Đừng Mimi đừng Nguyễn cho xong mấy hết người Cà Mau hay gì Tiền Giang Long An xa lắm nha. rồi. Rồi nhưng mà Nhưng mà rồi nếu nếu mà mấy người đó mà đẹp quá thì cũng được luôn nha. à là thích gái đẹp đó phải không? Đúng rồi. Nhưng mà mình có tự tin mình lên đó mình chinh phục bạn gái Hơi hơi thôi. không? Nhưng mà mình là cao mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký á? 1m69 nặng 85 kg. 85 kg. Rồi, ok. Rồi, mình còn yêu cầu gì đặc biệt ở mẫu bạn gái này nữa không? Bạn gái hả? Bạn gái đàng hoàng xíu, có học vấn. Nhưng mà trước khi mình làm công việc chạy xe dịch vụ này là mình làm công việc gì? Cũng là lái xe luôn, mà lái xe tải cho công ty á. À, rồi sau đó là tự làm. Đúng không? Sau Rồi. đó là mình ra mình tự làm chứ mình không có chạy công ty nữa. Rồi, ok, nói chung là hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà được chọn thì sẽ có một biên tập trao đổi thêm với mình ha, cũng như là tìm cái mẫu bạn gái phù hợp nhất cho mình. Rồi. Rồi, ok, cảm ơn Thắng nha. Đây, ở ngoài Phú Yên đi vào Vũng Tàu á, Bà Rịa. À, là mình đi làm việc hay như thế nào? Dạ, tại vì 2 ngày nay đi về nhà. Rồi chuẩn bị đi vô Bà Rịa để làm. Dạ. Rồi bây giờ mình chắc tranh thủ mình giới thiệu nhanh về họ tên tuổi quê quán và công việc của mình đi. Mình tên Bùi Trọng Quynh, sinh năm 1986, Rồi. người ở thôn Đồng Lãnh, ở Phú Yên ạ. Rồi mình Làm nghề làm tài công xế. việc gì? À, Nghề tài xế. tài xế là mình chạy cho công ty hay là làm sao? Nhờ chạy cho công ty. Làm tài xế chạy cho công ty là mình chạy ở ngoài Vũng Tàu. Chạy ở Vũng Tàu đi Long An. Vũng Tàu đi Long An. Rồi, ok. Bây giờ, ủa trước giờ là anh đã từng lập gia đình gì chưa? Dạ chưa. Chưa từng lập gia đình luôn, là mình đã trải qua mấy mối tình rồi. Có lẽ có trận bị tai nạn rồi thôi tới bây giờ. À, là đợt đó mình bị tai nạn gì? Xe máy. Ý là mình có bị nặng không á? Không, nói chung là không bị cái gì hết á, nhưng mà một cách nó xa quá. Là bạn gái ở đâu lần anh? Ở Nghệ An. À, ở Nghệ An. Ý là anh chia tay cái mối tình đó cách đây bao lâu rồi á? Bao lâu rồi mình không quen ai? Từ chắc cũng trên chục năm rồi. Trên chục năm mà. Rồi. Giờ ví dụ như bây giờ mong muốn tìm bạn gái thì anh muốn bạn gái ở khu vực nào? Tuổi tác làm sao? Nói chung ở nơi nào sống được là được rồi. Cũng mình Có cũng những... có mạnh ở nơi nào hết. Là mình có thể yêu xa được đúng không? Được, tại ở đâu mình sống được là ở đó là được rồi, chỉ còn Rồi cách bạn bạn sống. gái tuổi tác bạn gái đồ sao, đã từng lập gia đình được không? Được, nói chung bây giờ cái tuổi mình không còn nhỏ nữa.
Có nghĩa là chấp nhận bạn gái đã từng lập gia đình được đúng không? Đúng rồi. Rồi còn yêu cầu gì về cô gái nữa không anh? Dạ. Còn yêu cầu gì về cô gái nữa không? Không. Nói chung là cái quan điểm là sống cái cách sống của họ, đối xử nhân thứ của từng người thôi, chứ còn thì mình cũng đòi hỏi được gì đâu. Dạ rồi, ok, tại mình cũng đang đi xe á, cho nên là tụi em cũng tranh thủ phỏng vấn thôi. Nếu mà mình được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại cho mình sau nha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Vinh ạ. Dạ. Về những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhé, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như công việc của mình hết nhé. Dạ em tên Danh Quốc Cần ở đây, em làm ở công ty bao bì Trung Đông, quê em thì ở Gò Quao, Kiên Giang. Danh Quốc Cần. Dạ, bên kia có nghe rõ tín hiệu không anh? Dạ vâng, nghe rõ. Anh sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 1984. 1984. Anh là một công ty, công nhân của công ty hả? Dạ đúng ạ. Công ty bao bì hả? Dạ công ty bao bì Trung Đông ở Long Thành, Đồng Nai. À, hiện tại Long Thành, Đồng Nai. Dạ. Rồi. À, trước giờ anh từng kết hôn chưa? Dạ em có kết hôn, là em đã ly hôn năm 2014 nữa. Kết hôn một lần, ly hôn 2014. Hai anh chị là ở với nhau bao nhiêu lâu? Dạ khoảng 7 tháng anh ơi. 7 tháng hả? Dạ, cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt á, nói chung em cũng không có tìm hiểu kỹ, em cũng không có đắn đo kỹ lúc đó. Thế vậy cũng chưa con cái gì? Dạ em chưa có con anh ơi. Thế là đấy, gia đình sắp đặt là như thế nào ạ? Anh không nói lên tiếng nói mình luôn hả? Dạ, nói chung mà hai người sống chung với nhau ổn hợp rồi, với một thằng bên kia thì con gái Út nữa, em ở để anh cũng áp lực nhiều quá. Dạ. Hiện tại là anh làm công nhân như này, thu nhập trung bình một tháng là bao nhiêu? Dạ, khoảng 15 triệu anh ơi. Rồi, anh ở trọ hả? Dạ, ở trọ có một mình. Chứ bố mẹ thì ở đâu? Dạ bố mẹ em sẽ ở quê anh, em đi làm có một mình thôi. À bố mẹ quê là Kiên Giang. Bố quê mẹ là quê Nam, là miền Nam, là Quảng, là Nam. Rồi bây giờ nếu mà lấy vợ vào rồi thì anh nghĩ là anh có sự chuẩn bị gì để cho cuộc hôn nhân sắp tới mà nó ok hơn theo đúng cái ý của anh? Dạ em đã chuẩn bị đầy đủ rồi anh ạ. À. Chuẩn bị những gì mà đầy đủ? Chuẩn bị thì nói chung là chuẩn bị đầy đủ về kinh tế. Kinh tế anh góp được bao nhiêu rồi? Dạ cũng khoảng 70-80 triệu rồi đây. Đó, thì nếu mà lấy vợ thì rồi bây giờ anh nói về cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn đi ha. À, nói chung là hiểu nhau là được anh, cũng nữ biết chung thủy là được, em chẳng cần gì. Về ngoại hình thì sao? Cao khoảng 1m60 trở lại được. Thế anh đi làm như này mà anh không tìm được những cái mối mà cùng chung công việc của mình hay là như thế nào hả? Dạ, chỗ em á, là toàn là nam không hả? Đây không có nữ đâu, công việc nó nặng nhọc á, nữ vô làm không nổi lên thôi. Là toàn nam không? Môi trường toàn nam không? Dạ, môi trường làm Việt Nam không, chứ không phần nữ thì người ta đã có gia đình hết rồi, mình đâu có dám hướng tới được. Thật ra là cái hoàn cảnh của anh ấy thì cũng nói là trải qua hôn nhân, nhưng mà đã gọi là đã trải qua cái gì đâu thì khác gì. Thế nên anh cũng không có việc gì anh phải tự ti nha, anh cũng không phải là một đời vợ hay như nào đâu nhá, nói chung mình vẫn là trai tân không. Nhưng mà chương trình cũng nghiêm túc, em cũng phải nói chuyện nghiêm túc để lừa dối nhau rồi khó anh. Dạ vâng, thì vẫn phải chắc chắn là phải như thế rồi, nên em nói để cho anh bớt tự ti á.
thì vẫn sẽ những có những cái cô gái mà có nhiều cái hoàn cảnh như mình. Rồi ví dụ bây giờ bạn gái mà bạn ấy một lần đò mà bạn ấy có một đứa con, một hai đứa con thì nói gì anh ok không? Cái này để em tìm hiểu lại rồi em suy nghĩ lại rồi em trả lời được mới được anh à. Giờ vội quá em chưa trả lời được. Thế ý bây giờ em hỏi về cái mong muốn của anh thôi. Chứ bây giờ anh tìm hiểu thì anh tìm hiểu đâu? Tìm hiểu sao được? Dạ Ý là cái như mong muốn của anh muốn bạn gái độc thân hay là bạn gái đổ vỡ rồi anh cũng ok. Trong em khi mà có muốn hoàn bạn cảnh mình cũng đổ vỡ. dạ muốn bạn gái mà đổ vỡ cũng được nhưng mà đừng có con là được anh ơi, tại vì có con vướng bận nhiều thứ mà em sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc thì sao. Rồi. Ok. Anh còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không? Anh không thích bạn gái như nào? Dạ nói chung là em thích người bạn gái biết chung thủy với sạch sẽ là được ạ. Chịu khó. Sạch sẽ chịu khó. Sạch sẽ với chung thủy với chịu khó là được. Ok anh, em cảm ơn anh nhé. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen. Nếu mà tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho anh ha. Dạ, em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, em chào chương trình ạ. Dạ vâng. Giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Tên Nguyễn Duy Huy, Rồi nghề nghiệp là sale tiếp thị ạ. mình là sinh năm bao nhiêu? Năm 93, 1993. Quê em ở đâu, công việc đang làm là ở đâu em? Quê em ở Khánh Hòa, thị xã Ninh Hòa. Hiện tại thì đang làm ở Ninh Hòa. Mà em sale tiếp thị cụ thể là mặt hàng gì á? Bánh nhãn hàng của Orion. À rồi, nếu mà chương trình ghi hình trong Sài Gòn là em sắp xếp vào được đúng không? Rồi em nói một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi, cũng như là sở thích tài lẻ của mình ha. Điểm mạnh của em là chịu khó làm việc, biết nghĩ về gia đình. Còn điểm yếu của em là nó hơi mặc cảm với lại những người xung quanh, bởi vì em thiếu cha mẹ mất hết còn một mình. Ủa là ba mẹ em mất là cách đây bao lâu rồi? Ba em thì mất lâu rồi, còn mấy em thì mất cũng hơn một năm á. Mà là em có anh chị em gì không? Anh chị em thì nói ra thì cũng là anh chị em nhiều, nhưng mà nhìn nhận thì là chỉ nhà một mình em, bởi vì mấy em thì có một đời riêng tư từ trước ngày xưa rồi, có một đời riêng tư từ trước ngày xưa rồi, lúc mà chiến tranh loạn lạc thì hai người gặp nhau thì có ra một mình em. À nhưng mà rồi bây giờ là em ở nhà có nhà không hay sao? Có nhà nhưng có nhà, có đất, có ruộng, có vườn ạ. Rồi trước giờ là em trải qua mấy mối tình rồi Huy? Trước và em trả một mối tình thứ nhất đầu tiên là năm 18 tuổi, là đi qua Sài Gòn là mối tình đầu đời. Mối tình thứ hai là cũng mới đây vừa chia tay 2 tháng, là người bạn gia đình địa lý không tốt ở các về mặt thì về mở thân quê á, thì gia đình có công đạo tôn giáo công giáo Là em có đạo hay là sao, hay bạn kia có đạo? Rồi là bao lâu rồi em không quen ai? Từ khi mà chia tay bạn đó thì em không có quen ai, là trong 2 tháng rồi chị. Rồi thì cũng mới chia tay đây ha. Nhưng bây giờ em mong muốn là tìm mẫu bạn gái sao? Dạ, biết suy nghĩ về gia đình,
bởi vì em có một mình nên em coi trọng việc gia đình của em là tất cả, không cho em hoàn cảnh khó khăn về như thế này, về như thế này như thế kia, về cùng đám cưới trên nhà thờ với em. Rồi là bạn gái phải cùng đạo đó, đúng không? Dạ đúng rồi, hoặc là bạn ấy không, gia đình bạn ấy không thay đổi nhưng thì cái hạnh phúc tương lai của bạn ấy có thể hy sinh, bạn ấy có thể cùng em giáo lý rồi cùng làm năm lễ đám cưới ngay trên nhà thờ. Rồi tuổi tác vùng miền sao em? Dạ tuổi tác thì không quan trọng, nhưng mà chương trình ghép đôi thì ở càng gần nơi em thì ở cái điều công việc của em đi làm thì hàng ngày này em cũng phải đi làm, thì nhân viên theo thị trường thì ngày nào cũng đi nên phải kiếm nhân số kiếm tiền nên không có thể nào mà đi xa quá được. Nhiều khi mình muốn thăm hay là mình muốn hẹn hò đi chơi đồ thì cũng điều kiện nó cũng không có tốt. Rồi nói chung là gần khu vực ngoài đó ha. Dạ rồi, ok. Nói chung hôm nay chỉ là cái buổi cắt đầu tiên thôi, nếu mà em được chọn vào vòng 2 cũng như có người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho em biết nha. Cảm ơn chị nhiều. Rồi chào em.